Laudetur Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 2 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là một nền kinh tế Francisco Và cuối cùng là Gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các đại diện của Liên đoàn Bệnh Hiếm Ý Vatican tiếp các đại diện của Liên đoàn Bệnh Hiếm Ý vào trưa ngày 13 tháng 2. Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục dấn thân trong việc liên đới giúp đỡ nhau. Ngài cũng xin Đức Mẹ đồng hành với mỗi người và mỗi gia đình đang đối mặt với căn bệnh hiếm gặp. Khẩu hiệu của liên đoàn bệnh hiếm ý là chia sẻ theo đức thánh cha. Khẩu hiệu này có thể được tóm lại trong từ chúng ta hãy liên kết lại và ngài kêu gọi họ hãy liên kết các kinh nghiệm, sức mạnh và hy vọng. Đức thánh cha nhận định rằng giá trị đầu tiên của liên đoàn bệnh hiếm chính là sự chia sẻ. Sự chia sẻ này ban đầu là một điều cần thiết và sau đó trở thành một chọn lựa. Ngài giải thích rằng khi cha mẹ phát hiện con mình mắc một căn bệnh hiếm gặp, họ cần làm quen với những cha mẹ cũng đã và đang có con cái như họ. Rồi họ cần đến một hiệp hội, quy tụ những người hàng ngày đối phó với căn bệnh đó. Họ biết các triệu chứng, phương pháp điều trị, trung tâm điều trị, vân vân. Dần dần, cách chia sẻ này trở thành một sự lựa chọn. Vì hai lý do, Đức Thánh Cha nói, đầu tiên là chúng ta nhận ra rằng nó hữu ích, nó giúp chúng ta, nó cung cấp cho chúng ta các giải pháp, ít nhất là tạm thời, nó giúp chúng ta định hướng một chút trong hoàn cảnh mù mờ này. Và động lực thứ hai đến từ niềm vui của các mối quan hệ con người, từ những điều tốt đẹp mà tình bạn mang lại cho chúng ta với những người mà thậm chí cho đến ngày hôm qua chúng ta còn chưa biết và những người bây giờ chia sẻ kinh nghiệm của họ với chúng ta để giúp chúng ta cùng nhau gánh vác một hoàn cảnh rất nặng nề kế đến theo Đức Thánh Cha, các hiệp hội còn có một giá trị quan trọng khác ở mức độ xã hội và chính trị, đó là tiềm năng đóng góp cho công ích. Cụ thể, trong trường hợp của Liên đoàn Bệnh hiếm, họ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của một quốc gia, một vùng, một lãnh thổ. Bên cạnh đó, hiệp hội có thể gây áp lực để vượt qua các rào cản quốc gia và thương mại để chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, để có thể đạt được những mục tiêu mà ngày nay dường như rất xa vời, cũng như là tiếng nói cho những người đơn độc, những người không được lắng nghe. Đức thánh cha khẳng định, giáo dục là con đường đi từ bóng tối thiếu hiểu biết đến ánh sáng tri thức. Vatican trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Đại học Công giáo Sunkansapa Obeliani di Tbilisi của Georgia sáng thứ Hai 13 tháng 2, Đức Thánh Cha giải thích rằng giáo dục là con đường đi từ bóng tối của sự thiếu hiểu biết đến ánh sáng của tri thức, giống như thi thắp một ngọn đèn trong căn phòng tối, không có gì thay đổi, nhưng hình dáng của mọi thứ đều thay đổi. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí, trường vừa kỷ niệm 20 năm thành lập, được bắt đầu bằng lời chào của Đức Cha Pasostos, trường phái đoàn, sau đó là diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn đã đến thăm Vatican và các ngợi hoạt động của Đại học Công giáo vì đã đưa ra một mẫu gương cụ thể về sự say mê nghiên cứu văn hóa và chăm sóc tài sản vô giá, đó là sự phát triển đào tạo những người trẻ. Đức Thánh Cha nói, giáo dục giúp thế hệ trẻ lớn lên, khám phá và vun trồng những cội rễ phong phú để từ đó đơm hoa kết trái. Điều này rất phù hợp với căn tính của Georgia một quốc gia trẻ nhưng có lịch sử lâu đời, một vùng đất được chúc lành từ trời cao. Nhắc đến Đức thượng phụ Ilia của Chính thống Georgia, Đức Thánh cha nói, ngài luôn nhớ đến người của Chúa trong cầu nguyện và thích nghe những tác phẩm âm nhạc giá trị của Đức thượng phụ, cùng những lần gặp gỡ tạo nên những bước hiệp nhất. Đối với Đức Thánh cha, đại học cũng là một mẫu gương cho sự hợp tác hiệu quả giữa công giáo và chính thống giáo trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Trong ngôn ngữ Georgia, Ganat lepa có nghĩa là giáo dục bắt nguồn từ ánh sáng và gợi lên con đường từ bóng tối của sự thiếu hiểu biết đến ánh sáng của tri thức. Dựa theo ý nghĩa này, đức thánh cha khẳng định điều này rất ý nghĩa giúp chúng ta liên tưởng khi thắp một ngọn đèn trong căn phòng tối không có gì thay đổi nhưng hình dáng của mọi thứ đều thay đổi. Đó là kiến thức mà các sinh viên có được trong trường đại học đề xuất đặt phẩm giá của con người ở trung tâm. Do đó, qua nghiên cứu và dấn thân. Các sinh viên có thể hiểu được chính mình như một đan sĩ xưa đã viết, bạn có muốn biết Chúa không, hãy bắt đầu bằng việc biết chính mình. Đức Thánh Cha nói, nền văn hóa Georgia mời gọi các bạn hãy giữ cho ngọn đèn giáo dục luôn cháy sáng và luôn mở cửa sổ đức tin, bởi vì cả hai đều soi sáng những căn phòng trong cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Georgia, từ gốc của thuật ngữ ánh sáng xuất hiện cả trong từ giáo dục và bí tích rửa tội, giúp văn hóa và đức tin có mối liên hệ với nhau. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lặp lại vai trò của ánh sáng tri thức. Ánh sáng không tồn tại để được nhìn thấy, nhưng để những vật ở xung quanh được nhìn thấy. Và hơn thế nữa, đó là văn hóa, mở ra những chân trời và biên giới. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong năm 2024 Vatican ngày 10 tháng 2, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng các ý cầu nguyện của Ngài trong năm tới 2024. Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho từng tháng sẽ được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng phổ biến qua video ý cầu nguyện mỗi tháng, trong đó sẽ giải thích ý nghĩa của ý cầu nguyện và mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha. Cụ thể trong năm 2024, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo các ý chỉ sau đây: Cho món quà là sự đa dạng trong giáo hội. Ngài nói, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn ký tơ hữu và khám phá ra sự phong phú của các truyền thống và nghi lễ khác nhau trong giáo hội công giáo. Tiếp đến là cầu cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, cho các vị tử đạo mới, những người hy sinh mạng sống vì tin mừng tại nhiều miền khác nhau trên thế giới cho vai trò của phụ nữ, để phẩm giá và vai trò giá trị to lớn của phụ nữ được công nhận trong mọi nền văn hóa và để chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải trải qua ở những nơi khác nhau trên thế giới. Đức Thanh Trà cũng mời gọi cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ và chúng sinh, cho những người dưới dân đang rời bỏ quê nhà, cho việc mục vụ chăm sóc bệnh nhân, cho các nhà lãnh đạo chính trị, cho tiếng kêu của trái đất, cho sức vụ chung, cho những người bị mất con và ý cầu nguyện cuối cùng trong tháng 12 năm 2024, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu hành hương của niềm hy vọng. Năm 2025, Giáo hội sẽ mừng năm thánh với khẩu hiệu: Những người hành hương của hy vọng trước thềm năm thánh 2025. Đức tin Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để năm thánh này củng cố đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và để nó biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo. Tín hữu châu Mỹ Latin liên đới với các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria châu Mỹ Latin, các vị lãnh đạo giáo hội ở châu Mỹ Latin đang kêu gọi liên đới với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở miền Nam và miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như miền Bắc và miền Tây Syria hôm 6 tháng 2, gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về con người và tài sản. Tại Argentina, trong thư đề ngày 8 tháng 2, gửi đến các tổ chức tôn giáo của hầu hết các nhóm người Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong nước, như giáo hội chính thống Antioquia của Syria và Trung tâm Hồi giáo của Cộng hòa Argentina – ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của hội đồng giám mục argentina đã kêu gọi liên đới với những người đau khổ và mời gọi người dân argentina quyên góp cho các nạn nhân khuyến khích ngay cả những khoản đóng góp nhỏ nhưng sẽ giúp hỗ trợ thêm và sẽ đáp ứng một số nhu cầu trước mắt tin tức về trận động đất đã gây chấn động nhiều quốc gia mỹ latin đặc biệt ở những nơi như brazil argentina và mexico nơi có các cộng đồng ả rập lớn được hình thành đặc biệt bởi những người gốc syria và liban Hội đồng Giám mục Argentina cho biết, số tiền thu được trong các thánh lễ vào cuối tuần vừa qua sẽ được chuyển đến người dân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tín hữu công giáo cũng đang đóng góp vào các chiến dịch quyên góp được tổ chức bởi các tổ chức khác, ví dụ như Trung tâm Hồi giáo. Dù Argentina đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát cao, nhưng nhiều người đã liên lạc với giáo hội và các tổ chức dân sự để đóng góp trợ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tại Mexico, Caritas phụ trách chiến dịch kéo dài một tháng để quyên góp cho các nạn nhân của trận động đất, thông điệp của Hội đồng giáo mục kêu gọi tất cả 96 giáo phận trong cả nước quyên góp và gửi về cho Caritas, tổ chức này sẽ chuyển tiền đến cho đối tác quốc tế. Mexico cũng đã chịu những trận động đất lớn nên người dân rất đồng cảm với các nạn nhân và muốn đóng góp để giúp họ. Tại Colombia, nơi có khoảng 3,2 triệu người Ả Rập, Hội đồng giáo mục Colombia đã thảo luận về việc lập chiến dịch liên đới với các nạn nhân trận động đất. Tại Brazil, nơi có ít nhất 10 triệu người gốc Ả Rập sinh sống. Giáo hội đã hỗ trợ các chiến dịch do các tổ chức khác thúc đẩy. Caritas của Tổng giáo phận Sao Paulo đang ủng hộ một sáng kiến do Viện Đối thoại Liên văn hóa khởi xướng, một tổ chức được thành lập ở Sao Paulo bởi những người Thổ Nhĩ Kỳ lưu vong. Ông Carlos White, người đứng đầu Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Argentina nói rằng, những chiến dịch như vậy không chỉ thúc đẩy tình liên đới với các nạn nhân của trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn tạo mối liên hệ với các truyền thống tôn giáo khác nhau hiện đang hoạt động với cùng một mục tiêu nhân đạo. Một nhà truyền giáo người Ý bị thương nặng do trúng mìn ở Cộng hòa Trung Phi. Cộng hòa Trung Phi, ngày 10 tháng 2, cha Nobeto 71 tuổi, một nhà truyền giáo người Ý dòng Cát Minh, đã truyền giáo tại Cộng hòa Trung Phi từ năm 1980, đã phải nhập viện do chiếc xe của cha cán phải mìn ở gần Bosum, phía bắc Cộng hòa Trung Phi, Tuy không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng cha có thể sẽ bị mất một chân. Bô Sùng, các thủ đô bang quy khoảng 400 cây số và là cơ sở truyền giáo lâu đời nhất trong giáo phận BuA, nơi các nhà truyền giáo cách minh người Ý đầu tiên đến vào tháng 12 năm 1971, cùng với các tu sĩ dòng Cappuccino từ miền Liguria của Ý. Trên chiếc xe gặp nạn còn có một tu sĩ cách minh khác, một giáo lý viên và một số thợ xây. Những người này chỉ bị thương nhẹ. Họ đi làm sứ mạng tại một ngôi làng và sửa chữa một trường học. Ngày 11 tháng 2, cha Pussy đã được trực thăng chở đến Bangui và vào ban chiều cha đã được phẫu thuật và điều trị các vết thương khác, với hy vọng sẽ giữ được chân. Cha sẽ được đưa đến điều trị tại một bệnh viện được trang bị tốt hơn của Liên Hiệp Quốc ở Uganda. Đại sứ quán ý tại Cộng hòa Trung Phi đã hỗ trợ để cha có thể được chữa trị. Cha Norberto đến Trung Phi vào năm 1980, khi đó còn là một giáo dân, ngài theo học về địa lý và làm thợ xây trong 8 năm. Trở lại Ý, ngài trở thành linh mục dòng cách minh trước khi trở lại Băng Quy vào năm 1995. Mặc dù có một số tiến bộ về mặt an ninh, Cộng hòa Trung Phi vẫn là một vùng không ổn định dưới ảnh hưởng của một số nhóm vũ trang. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1960, đất nước này đã trải qua một số cuộc đảo chính, và các đợt bạo lực tạo điều kiện cho nhiều nhóm nổi dậy xuất hiện trong những năm gần đây. Các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng hiện ở lòng đất Trung Phi và trữ lượng dầu được phát hiện chủ yếu ở phía Tây Bắc cũng khơi dậy lòng tham và xung đột nhiên liệu. Các giám mục trên thế giới phản đối cuộc bách hại giáo hội Nicaragua Vatican, Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, các giám mục Chile và Tây Ban Nha tố cáo các vi phạm nhân quyền và phản đối việc trục xuất các tù nhân chính trị, cũng như bản án 26 năm tù đối với đức cha Rolando Alvarez. Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục Miguel Caprezos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, tố cáo chính quyền Nicaragua làm suy yếu các quyền của tín hữu công giáo và bày tỏ sự liên đới, gần gũi, cầu nguyện với và cho dân chúa và các mục tử. Đức Tổng Giám mục viết, trong đức tin, chúng ta được lời Chúa an ủi. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Tại Chile, Lê, các giám mục đã lên tiếng phản ứng trước bản án 26 năm tù đối với đức cha Rolando Averes và lệnh của tòa án Nicaragua trục xuất 222 công dân Nicaragua. Cũng trong một tuyên bố, các giám mục cho rằng các thủ tục tố tụng chống đức cha Averes là bất công, độc tài và không tương ứng với tội bị cáo buộc, âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và loan tin giả gây phương hại cho nhà nước và xã hội Nicaragua. Tuyên bố viết, chúng tôi phản đối hoàn cảnh mà đức cha Avares và giáo hội ở Nicaragua đã và đang phải trải qua, vi phạm nhân quyền, phẩm giá thiết yếu của con người và tự do tôn giáo. Qua trang web của Hội đồng Giám mục, các giám mục Tây Ban Nha cũng đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự quan tâm đối với các giám mục của Hội đồng Giám mục Nicaragua đang bị chính phủ đàn áp vì bảo vệ quyền tự do của người dân Nicaragua. Các giám mục Tây Ban Nha mời gọi tất cả người công giáo và những người có thiện trí cầu nguyện cho giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột này và dấn thân tích cực vì hòa bình, vốn có nền tảng không thể chối cãi là công lý. Các vị mục tử cũng kêu gọi chính quyền dân sự lắng nghe tiếng nói của người dân và trả tự do cho những người vẫn đang bị cầm tù vì lý do chính trị. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. một nền tài chính khởi đi từ tinh thần nhân văn. Phần tiếp theo. Ừ, muộn 2 phút mà chưa thấy bạn trẻ đâu à? Hay là hôm nay Valentine nên là mình là ở đây bị leo cây ta? Thầy nha, đang nói xấu gì con đó? Ừ, nói xấu gì đâu, mình miêu tả hiện tượng mà. Hiện tượng là là bạn trẻ tới muộn muộn á. Nên là nghĩ là chắc là hôm nay Valentine nên là... Thầy... Thầy dạy nhân văn mà thầy không có nhân văn chút nào hết vậy thì cũng nghĩ xấu về con hết nào là hả nghỉ học sinh đi học trễ rồi hả? về nhà không lười biếng học bài xong rồi hôm nay rồi còn nghĩ đi vào valentine thầy có biết là cái câu nói đó của thầy hả làm tổn thương con lắm không <laughs> chắc tuần rồi chắc suy nghĩ suy tư về từ nhân văn nên là lên phán thầy câu là thầy dạy về nhân văn mà không có nhân văn đúng không tại vì nó ám vào đầu rồi <laughs> giờ mở miệng ra cái nhân văn nhân văn <laughs> ừ, thì thôi hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề nhân văn đi đừng có bàn về chủ đề Valentine ở đây nhé cảm ơn bạn trẻ nha ok ừ. Ừ. trong một tuần suy tư thì bạn trẻ hiểu gì về nhân văn chưa nhân văn cho cái từ nó rõ ràng như vậy thì thì phải hỏi gì xưa đi học học những môn khoa học nhân văn nhân văn là văn sử địa anh bạn trẻ xuất sắc vậy ý bạn trẻ là thầy rốt uh, mấy môn văn sử địa anh nên thầy không <laughs> nhân văn đúng không <laughs> mà sự thật nó có phải như vậy không ừ. hồi xưa thầy học văn được mấy điểm Ừ, thầy chỉ nhớ là hồi xưa thầy uh, có một thầy giáo làng rất là rất là nghiêm cẩn chuẩn mực á ừ. từ tốn và thầy thấy thấy thầy rất là nhân văn thầy nói con khó hình dung quá hôm nay thầy thầy cũng đang trong cương vị là một thầy giáo nhưng mà nói trước nha nếu mà là thầy giáo làng mà đóng vai nhân văn đó là học sinh phải tập trung nghe giảng lắm á Bởi vì uh, thường á thầy giáo làng là nói một lèo á ừ, thì thầy cứ nói thử coi con con nghe được tới khúc nào để con chuẩn bị tinh thần khi nào mà thầy thấy con gục ngã thì thầy biết là thầy phải đổi vai ok để mà thầy có thể đóng vai một thầy giáo làng thì bây giờ con có một câu hỏi này cho thầy nè tuần trước thầy nhớ mình học cái gì không ừ. chưa vô lớp của thầy giáo làng mà bây giờ học trò thấy đã đi hỏi vặn hỏi vẹo thầy rồi thế hôm trước là học về dòng tiền dòng sông gì đúng không <laughs> Đúng rồi, để cho cái dòng sông uh, nền kinh tế Francisco nó không bị ao tù vũng động lại ở cái tiết trước. Bây giờ thầy hãy dùng hình ảnh của một người thầy giáo làng mà trình bày cho con hiểu được như thế nào là về cái nền kinh tế nhân văn. Rồi, <laughs> vào vai nào. À, hắn giọng rồi đó. Ngồi ngắn xem nào xong mà. Nhưng kêu ủ rột vậy. Tư thế hết sức là chuẩn mực rồi. Hạn từ nhân văn, trong lịch sử lâu dài và phức tạp của nó, thì bạn trẻ có thể hiểu nó là những cách tiếp cận và diễn giải khác nhau về di sản của tư tưởng Hy Lạp và La Mã. Chết rồi, cái kiểu này là bắt đầu, bắt đầu đi vào triết học rồi. À không, thầy cứ nói tiếp đi, thầy cứ nói. Không tiếp. Không sao không sao, với một đôi chút mạo hiểm thì thầy sẽ đưa ra một cái nhìn sơ lược về nguồn gốc từ nguyên của khái niệm nhân văn, để cho thấy những cái manh mối và những cái đặc trưng ban đầu của nó từ Latin, humanus. Thầy viết lên bảng đi con, không nghe được. Ờ thì này humanus này, có nghĩa là thuộc về con người có tính người, nhân bản hoặc là nhân văn. Và dường như bạn trẻ thấy từ này gần như nó có hai phần đúng không? Vì cái từ này nó có quan hệ với từ homo là con người và từ homus có nghĩa là đất hoặc là cát bụi để chỉ những cái sự vật trần gian. Từ cái chữ homus này á, thì chúng ta có từ humanus là nghĩa là gì? Bạn trẻ thử đoán coi. Humanus. Homo là con người mà humus là cát bụi hả thầy? À, à. Ờ, homanus là con người các bụi. Ừ, gần gần như thế. <laughs> nó có nghĩa là trần thế. Ôi trời, chẳng à. liên quan gì cả. <laughs> và cái từ humanitas nghĩa là đức khiêm tốn hoặc là khiêm hạ. Như vậy, từ humanus mà mình có thể dịch là từ nhân văn á, nó chỉ cái sự khiêm tốn và khiêm hạ của con người trần thế. Nhưng mà, một mặt khác thì nó cũng chỉ đến cái nhân cách và phẩm giá của con người nữa, bởi vì nhân cách của con người chỉ có thể có được khi con người vươn lên khỏi thế giới tự nhiên và ủa bạn chạy ngủ á à? tỉnh tỉnh dậy chứ thử nhắc lại cho thầy nghe nãy giờ thầy nói gì á à? Chưa ngủ nhưng mà đang đang lơ là à thầy vừa nói cái gì mà thú vật á ta nói biết bao nhiêu mà nó chỉ nhớ mỗi cái từ thú vật thôi <laughs> cái nhân cách hay phẩm giá con người chỉ có thể có được khi con người vươn lên khỏi thế giới tự nhiên và nhận thấy là mình vươn lên trên khỏi cái thế giới loài vật à. và hành trình đó là dựa vào văn hóa chứ không phải dựa vào tài chính nhá Dạ. Văn hóa ở đây là những cái hoạt động về giáo dục, nghệ thuật, tình thân, tương quan ở con người với nhau. Như vậy á, từ cái sự đồng đẳng với thu vật trong thế giới tự nhiên, thì văn hóa giúp nảy sinh tính cá nhân này, sự tự quyết và sự bình đẳng. Do đó cái từ nhân văn trong cái thế giới của Hy Lạp La Mã vừa có nghĩa là lòng nhân từ, nhân ái, nhưng mà nó cũng vừa có nghĩa là văn hóa, giáo dục, sự trưởng thành và chất lượng cuộc sống. Hết chưa thầy? Hết. Hết thiệt chưa? Hết. Vậy thì con mới nói này lúc nãy lúc đầu con nói nhân văn có nghĩa là văn sử địa anh thì cũng đâu có sai đâu đúng không? Thì cũng đúng một phần đó. Thì về mặt lý tưởng mà nói, thì những cái môn như văn sử địa anh nó phải giúp cho con người giáo dục để hướng tới cái điều nhân văn mà thầy vừa đề cập đó. Dạ. Ừ. Thì, thì, giờ con cũng hiểu ra mục đích để hồi xưa mình đi học mấy cái môn đó để làm gì. Chứ hồi đó cứ hả? Cứ phải học bài, thuộc bài. Chán lắm học sinh ngày xưa cứ chán học mấy cái môn đó lắm thầy ạ. À. Nhưng mà giờ thầy nói như vậy thì con thấy thật là lý tưởng để mà mình học những cái môn đó. Vậy thì sau 3 buổi tìm hiểu về nền tài chính và tinh thần nhân văn thì bạn trẻ có điều gì tâm đắc hoặc là đúc rút điều gì cho bản thân không? Ừ, thực ra thì con thấy làng này đầu thì thấy hơi trừu tượng đó thầy. Nhưng mà dần dần với cái cái tinh thần nhân văn của thầy, với một với tư cách của một thầy giáo làng đầy sự nhân văn thì đến hôm nay con cũng mở ra được chút chút. Không dám nói nhiều, không dám hứa nhiều. Nhưng mà nó cũng giúp cho con ý thức được trong cái đời sống của mình thầy ạ à. cũng không nguội công thầy cố gắng giải thích lòng vòng những thứ khá trừu tượng liên quan đến vấn đề này ha thì như vậy mới thấy được thầy là một người nhân văn uh -huh. cũng cảm ơn thầy rất nhiều thôi giờ con về đây hẹn thầy vào tuần sau đi ờ, mình biết hôm nay là ngày gì mà thầy nữa mới dạy xong vậy cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của chương trình nền kinh tế Francisco chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi thắc mắc trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế phasico a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Đời sống chứng tá trên giường bệnh của tôi tớ chúa Bectila Antoniassi Ngày 19 tháng 1 năm 2023, giáo hội đã được phong phú hơn qua việc Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố các xác lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ chúa sẽ được nâng lên bậc đấng đáng kính một trong số đó là tôi tới Chúa Bettina Antoniasi. Bettina Antoniasi sinh năm 1964 tại một ngôi làng nhỏ trên những ngọn đồi Vicenza ở Ý. Antoniasi có một tuổi thơ bình yên, vô tư trong một gia đình đông con, làm việc chăm chỉ và được dạy dỗ theo tinh thần Kitô giáo. Khi lên 8 tuổi, Antoniasi mắc bệnh cúm mùa và sau đó bị các biến chứng do bệnh gây ra dẫn đến viên nội tâm mạc. Từ đó, cô bé bắt đầu một hành trình chiến đấu với căn bệnh. Nhưng đối với Antoni Assi, đó là một cuộc hành hương mà em được mời gọi thực hiện. Nhập viện thường xuyên làm cho Antoni Assi phải xa nhà trong một thời gian dài. Thế nhưng, em biết thích nghi với thực tế qua việc làm quen kết bạn với các bệnh nhân khác và với cả các bác sĩ và y tá. Mặc dù ở bệnh viện không thể theo học như các học sinh khác, Anthony Azzi không bỏ học, tự theo học một mình trong bệnh viện. Khi bệnh thuyên giảm, em được phép xuất viện nhưng cũng không thể chơi cùng các bạn những trò chơi ngoài trời mà em rất yêu thích. Ngồi ở ghế quan sát bạn bè chơi, em bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy các bạn chơi và tỏ ra cho các bạn biết rằng em cũng đang vui và hòa mình với các trò chơi của các bạn. Để không mất liên lạc với bạn bè, em thường xuyên viết thư cho các bạn. Dần dần, em đã tạo được cho mình thói quen viết. Và năm lên 12 tuổi, em bắt đầu viết những dòng suy tư, tự đặt cho mình một kỷ luật thiêng liêng. Có người cho rằng em đã chịu đau khổ đủ rồi, sao còn tìm hy sinh, khổ chế thêm làm chi? Thế nhưng Antonius viết, khi càng quảng đại trong việc tìm dịp hy sinh, tâm hồn con càng trở nên mạnh mẽ và con sẽ đón nhận trong niềm vui những đau đớn và nghịch cảnh xảy đến với con. Antonia Xi đã để lại rất nhiều suy tư và bài viết. Một trong số đó là một kế hoạch sống tháng đức mẹ. Trong kế hoạch này, tôi tớ chúa viết ra những việc làm nhỏ, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng để giúp đối diện với những đau khổ sắp đến như ngày mùng 1 tháng 5 với những lời trong tháng 5 con sẽ dành riêng cho đức mẹ, con sẽ cố gắng sống tốt dưới sự che chở của mẹ, con sẽ cố gắng vượt qua những khuyết điểm bằng cách hãm mình trong những thú vui thích nhỏ. Hôm nay con sẽ sẵn sàng làm công việc mà con cảm thấy khó chịu. Ngày mùng 2 tháng 5, con sẽ cầu nguyện buổi sáng và buổi tối sốt sáng hơn và những ngày khác trong tháng đức mẹ con sẽ để tiền riêng cho người nghèo, con sẽ tìm một việc hy sinh, con sẽ hãm mình trong khi ăn uống và còn những quyết tâm khác cho những chương trình sống tháng năm. Vào năm 17 tuổi, căn bệnh trở nên trầm trọng hơn, buộc thiếu nữ phải sống suốt ngày trên giường, không thể đi đứng được do đau đớn đến từ khớp xương và vết lở loét. Khi những người bạn cùng trang lứa bắt đầu tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ, thì antoniasi phải chấp nhận tình trạng thực tế và hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có được niềm vui tuổi trẻ như bao người khác antoniasi đã đón nhận điều này với một sự thanh thản đối với cô nếu chúa muốn cô sống với căn bệnh này cô sẵn sàng đón nhận ngay cả khi đôi lúc rất khó và dễ nản lòng trong khi cái nhìn Kitô tô của antoniasi đau khổ luôn có một mục đích ngay cả khi không phải lúc nào cũng hiểu được. Với sức mạnh thiên liêng, Antonias hiểu rằng sứ vụ của mình là an ủi những người đang đau khổ và mang các tội nhân và các linh hồn đến gần Chúa hơn qua việc dâng hiến sự sống và căn bệnh của mình. Hoàn toàn tin cậy vào Chúa trong lời cầu nguyện. Tôi tới Chúa này không bao giờ than phiền, ngay cả trong hai năm cuối cuộc đời khi phải chiến đấu với căn bệnh trong một cuộc hành hương đến Lộ Đức năm 1963. Anthony không xin Đức Mẹ chữa lành, nhưng xin sự thánh thiện. Anthony qua đời ngày 22 tháng 10 năm 1964 khi chưa tròn 20 tuổi. Trước khi từ giả cõi đời này, cô bày tỏ hạnh phúc khi chuẩn bị được vào nơi yên nghỉ muôn đời, với hy vọng người mẹ thân yêu có thể tìm được một chút an ủi và lấy lại sức vì không phải thường xuyên ở bên giường bệnh của cô gái. Những người thân quen, hàng xóm của Anthony Assi, những người đã biết cô, đã ngay lập tức nhìn nhận cô là một vị thánh khi cô qua đời. Với một thiếu nữ trong ba năm cuối đời phải nằm liệt trên giường và không thể làm được gì trong cuộc đời này. Không làm việc, không cống hiến gì cho xã hội, nhưng theo mọi người, cô đã dâng hiến rất nhiều. Cô đã xem căn bệnh của mình là một công việc Cô được giao phó trong thế gian này Nói về tôi tới chúa Antoniassi Đức trai Giuliano Brugnosto Giám mục của Vicenza nhận định rằng Cuộc sống của Antoniassi Với sự bình dị và thanh thản Dường như muốn là câu trả lời Cho những câu hỏi đầy đau khổ của một số người Tại sao lại là tôi? tại sao một trẻ em vô tội lại đau khổ Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus, ngợi khen Chúa Kitô.